nhiều lắm mà quên. Ừ, tao nói cho mày biết luôn. Anh nói là cái ông mà nói tiếng gì tao cũng không hiểu. Thì giờ ổng đang ở đâu vậy anh? Ừ, ổng nói xí xụ với xào tao, tao đánh lộn với ổng luôn. Giành giật tao, tao đánh luôn. Ủa? À, xong rồi mày biết gì không? Gì hả anh? Tao bị nâu mất trái nè, thấy không? Ngu lớn tuổi mà mạnh, đánh thôi. Em chào cả nhà. Em chào cả nhà. Dạ, em chào cô chú, anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng, trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay hai anh em con sẽ lại hỏi anh Rượu mới được cả nhà ơi. Do là Hương Linh nó thì sáng hai anh em con đi đến nơi đó, họ không có đồng ý. Không biết là họ có làm điều gì không nữa. Tại vì để con Rượu có cái điều gì đó để cho hai anh em đi đến nơi đó rồi, cũng như thuyết phục mà cho họ cùng đến nơi đây rồi anh Rượu dẫn đi tôi quá nha. Mà trong khi đó là hai anh em kêu anh Rượu hoài mà anh Rượu không biết là có công việc gì đó, anh không có về. Thế ra là hai anh em về tay không luôn. Thôi bây giờ anh em con sẽ bắt đầu nghi thức nha. Thôi cái nha. Con quên nấu với cái nhà nữa. Hôm qua anh em con làm nghi thức có một cái như một cặp mắt hoặc là cái gì đó đỏ, cái đầu không phát sáng gì ở đây nè. Không, với lại cả nhà cũng thắc mắc á, cũng như hỏi về nhiều anh em dữ lắm. Không biết là tại sao mà họ nhiều hiện diện nhiều như vậy, thì con cũng nói với cả nhà luôn. Do là nhà con là gần ở nơi mà khu nghĩa địa sát một bên luôn, đi khoảng mấy trăm thước là tới rồi. Thử ra là họ tự ở bên đó lắm, tại vì là họ mà họ đi đi gan là gió vậy á, đi đâu cũng được, nhân họ đi thấy mình cũng là cũng như là họ dùng đi đến đây hay thôi. Còn đi dễ thôi. Còn thiếu muốn nhiều quá. Còn thiếu gì nữa không? Không hết rồi. Ủa anh đốt gì kìa vậy? Dạ hôm nay anh em con có lính ở đây. Dạ anh em con có trúng cái tiền bằng bánh trái nhân đây. Đây là tấm lòng hành của cô chú anh chị và các bạn gửi cho các vị nơi đây. Thôi để anh chạy đất đai cây quản nơi đây và các vị hương linh quốc vật mà ở nơi đây hoặc là gần xa về dùng bữa ăn này nhé. Cơm môi cũng mình dưới đây. Lấy tiền vàng mã không có thích.
Cái tiền về nhận nha. Chưa rồi mà anh thụ trốn. Ôi anh thụ kìa. Hả? Anh thụ kìa. Trước đây còn cái này sao? Chưa. Xích lại đây nè anh Tân. Sao mà anh xuất hiện sáng nè? Ai biết có chuyện gì không? Ờ, dạ em chào anh. Chào thiếu gia, thiếu gia ơi. Hình như để thấy thiếu gia chưa ngồi. Dạ. Họ về đến đây đúng không thiếu gia? Phải không? Dạ đúng rồi. Em có ấy được đâu, do là họ như là họ chưa tin tưởng quá đâu rồi. Tại vì là em biết là cũng cái gì mới cũng vậy chứ. Từ từ em thuyết phục sẽ được thôi anh, em sẽ cố gắng. Nhưng mà anh ơi, sau bữa đó em kêu anh thì không biết là anh không có mặt ở nơi đó hả anh? Hôm đó hai ngày để chỉ cho họ học kinh sám hối. Dạ. Không có mặt tại ở đó. Ờ, em hiểu rồi. Còn về mà 5 cái giặc kia mà anh kia em lấy á, bây giờ là sắp đủ rồi anh. Khi nào đủ? Dạ. Thiếu gia phải nói cho đại biết liền nha. Thiếu gia phải cẩn thận. Vì họ là người xấu, họ luôn cảm thấy thiếu gia. Họ nhờ thầy của họ đại tiếp tục đại đệ nữa rồi. Nhưng có hiếu gia rồi. Với lại anh, cho em hỏi mấy câu hỏi này ha. Cũng như là cô chú cũng muốn hỏi anh á. Là cũng như là những người thân mà họ đã mất rồi á. Rồi nhưng mà con cháu đều đi làm hết rồi. Cũng như là không có cúng kiến được á. Không biết là có bị sao không anh? Thiếu gia phải nói với họ rằng nếu không về được thì ở nơi đó cúng một món cơm. Và mà ông bà của mình đã mất về dùng bữa cơm này. Và sau đó thiếu gia phải nhắc nhở với họ rằng dạ. Đừng có cúng đồ mặn. Phải cúng đồ chay nha thiếu gia. Nếu cúng đồ mặn họ sẽ bị tội. À, em hiểu rồi. Để em kiếm. Còn nữa, còn một cô nữa. À đây. À, cho em hỏi nha anh. À, có một cô là tên là Lê Thí Lan. Sinh trước 9 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 1973. À, dương lịch là ngày 4 tháng 9. Âm lịch là tháng 9 âm lịch. Và Trần Lê Anh Tuấn sinh ngày 23 tháng 12 năm 1996. À, trước 24 giờ khuya. Không biết là hai người này là kiếp trước như thế nào hả anh?
biết Thiếu Gia có lòng từ bi giúp họ, nhưng có bầu thai tiết lộ thiên cơ nên không thể đâu Thiếu Gia. Nhưng họ cần phải sẽ nói cho Thiếu Gia biết. Dạ. Hai người họ kiếp trước là hai chị dạ. em ở một ngôi nhà rất nhỏ. Còn về phần đó là không biết là ngày mai em đi đến nơi đó rồi anh có ở đó không? Anh giúp em một chén này đi. Đó, Thiếu Gia phải cố chặn như lời đệ đã nói cho Thiếu Gia. Dạ. Lúc đó, đệ sẽ đến nơi đó không? Thiếu Gia đừng lo, đệ hứa rồi. Dạ, em hiểu rồi. Sẽ nói cho Thiếu Gia biết luôn. Lại thêm có ba hương linh, họ đã được siêu thoát rồi đó Thiếu Gia. Thiếu Gia phải cố gắng. Bây giờ ai nói tốt hoặc nói xấu dạ. Thiếu Gia đều nghe. Và nếu họ có làm gì đó Thiếu Gia, anh xì mô tô. Em xin lỗi anh. Thiếu Gia phải cứu được thông minh đó nha. Tại vì họ do người thầy đó hãm hại nên như vậy. Mong là Thiếu Gia hãy hiểu điều này. Dạ, em hiểu rồi. Thì tới đó em sẽ mời anh đi đến nơi đó nha. Đợi phải dạ. Dạy cho họ dạ. một cung rồi. Thiếu Gia phải cố gắng. Dạ, em hiểu rồi. Ảnh vừa đi có gió luôn á. Gió mạnh luôn. Em hiểu rồi tại sao mà mờ ảnh. Chắc mình lại cái đó mình bư đó cho cháy hết rồi đi. Mình đi vô. Mày nhớ tao cái gì nữa hả? Cho đâu đĩa thuốc coi. Cho không đĩa thuốc. Mà chỗ này nó còn một điếu cuối cùng luôn. Được, được. Nè. Anh ăn trái cây không? Anh lên đây có cái chuyện gì để nói anh em hả? Mày làm gì? Em hơi khó mà anh ơi. Mày muốn hỏi gì hả? Hỏi đi. Cho em hỏi. Hai anh em lại muốn giúp cho họ mà tại sao họ không đi theo hai anh em vậy? Họ còn vấn đề gì không á hả anh? Ai cũng vậy mà.
mở nó vậy đó. Từ từ họ biết rồi họ mới đi theo. Vậy là họ sợ anh em phải không anh? Ta là quỷ sợ mày hả? Hả? Ta là quỷ sợ mày. Vậy có cách nào không? Có cách nào mà dụ họ hoặc là làm gì đó cho họ đi theo anh em được không anh? Nó bài bè không hiểu không? Nãy tao nghe mày nói gì mà mày hỏi gì anh rụ kêu tao đó. Cho em hỏi cái bí mật này nha anh. Mày không nói sao tao biết? Cái người mà hai anh em á, họ còn muốn hại anh em nó không hả anh? Tao không hiểu luôn. Mà bay nhớ nha. Dạ. Nó làm gì làm. Dạ. Bay cứ niệm Phật. Nhớ không? Ừ. Dạ. Được. Giờ như anh nói vậy là họ đang tìm cách hại anh em nữa hả? Đúng. Có cách nào giải quyết được không anh? Nghiệp của người ta gây ra mà giải gì hả? Cái bạn không biết hả? Thứ nhất là em biết để em né đi hoặc là em tránh một nơi đó. Hai đứa bay không sao đâu. Hại chứ làm gì được giờ, phải không? Bây giờ họ đi theo bay giúp đỡ bay nhiều lắm. Đổ đó. Gắn cho Bắc Kinh nhiều thôi. Béo phải không? Không. Cho em hỏi cái này nha anh. Em bây giờ bé đẹp có ở nơi đây không anh? Bé hỏi làm chi? Bé không thương tao, bé hỏi làm chi? Hả? Tao hỏi nó nhiều lần chảnh quá. Tao nói cho bay biết luôn ha. Anh thương bay không được. Họ làm con bay đó. Gì là sao? Em không hiểu. Tao đó thì bay biết. Gì là không hiểu thiệt luôn. Nãy nghe bay nói có hai người đúng không? Đúng. Kiếp trước họ ra sao đó đúng không? Dạ đúng. Bay có tin mờ xây chuyện không? Hử? Nói bay cũng không có hiểu. Im là tao biết rồi.
Thật sự là không hiểu luôn. Chắc là tao tiết lộ, chắc tao không biết bị đánh không. Không, mày biết tại để tao nói cho mày nghe. Kệ đi, đánh đi, đánh đi. Mày biết tại sao mà người ta sinh đôi không? Một trai một gái không? Ừ. Sinh đôi là con A 4 không? Em nghĩ là thứ nhất là đầu tiên là đầu tiên gì? Được, nếu là trai gái nghĩ là họ hồi đó là chắc thương yêu nhau dữ lắm luôn. Thứ nhất là họ tự tử hoặc là họ đợi chờ một cái gì đó. Không 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 phải. Cái lời hứa đó. Lời hứa kiếp đời kiếp bên nhau đó. Mày biết không? Cũng giống như bay nè. Đi chơi có bạn cùng lứa tuổi với bay. Bay hứa bay thề. Là như vậy đó. Tao nói vậy thôi. Nói nhiều quá bị sứ đánh đâu, thấy mẹ. Anh ơi, mấy hôm trước á, anh em có làm nghi thức á, có một cái gì nào mà ở xuất hiện ở nơi đây nè, là cái người đó như thế nào hả anh? Tao nói này bay dám nói cho người ta biết ha. À, những người mà ta mất ngày tháng á, à, đám giỗ á, biết không? Dạ. Kêu người ta cúng đồ chay ha. Vừa đủ ăn thôi ha. Bỏ không được ha. Không cúng được đồ mặn, chỉ cúng đồ chay chứ hạn như là trái cây hay là cơm chay. Dư quá thì bị đánh đập. Là họ bị đánh đập phải không anh? Bay nghĩ đi, bay có đồ ăn nhiều. Rồi bay thấy nhà người ta đó, có đồ ăn không? Rồi bay đi ăn hết, bỏ. Rồi bay mang đó. Cái lưu đó là bay đi ăn hết đó. Lỡ rồi. Cho em biết mặt anh luôn đi anh. Mày nói đi. Tương lai trước của em á, trở về đây, trở về đây sắp tới á, có chuyện gì nữa không anh? Chẳng hạn như là có một kiếp nạn nào đó hoặc là cái gì đó không anh? Kiếp trước bài thông minh lắm. Bài nhớ rồi đi. Thì sao em nhớ được? Tao không biết là tao có nên nói không. Anh nói đi anh, không sao đâu anh. Quỷ Dương quýnh anh chút xíu à. Đánh tao đau mày có đau không? Hả? Tao nói chút xíu. Tao không nói. Nói đi anh, không sao đâu. Quýnh anh chạy. Anh cũng đâu có khờ mà để cho họ đánh nó đâu. Mày nghĩ tao sợ hả gì? Hả? Tao mà sợ mấy người đó hả? Bây còn cha còn mẹ, còn ông còn bà. Bây cố gắng báo hiếu nha. Coi như tao là xong rồi đó. Báo hiếu là lỡ mượn tiền cha mẹ hả?
hay là sao? Bay, đầu óc bay có vấn đề. Anh ơi, cho em biết trước đi anh. Cái từ đây cho tới em có cái chuyện gì xảy ra không anh? Thì bay cố gắng đi, học kinh đi, cố gắng làm phước đi, rồi từ từ bay sáng lên à. Con cũng đâu có làm phước gì đâu, con là chỉ là đi vô hộ thôi, chứ con thật sự là không có công lao gì trong đó luôn. Sắp tới bay đi làm phước nhiều lắm nha. Bay còn hỏi gì nữa không? Có nhiều lắm mà quên. Tao nói cho bay biết luôn. Anh hỏi là cái ông mà nói tiếng gì tao cũng không hiểu. Hay giờ ổng đang ở đâu vậy anh? Ổng nói xí xủ với xào, tao đánh lộn với ổng luôn. Ủa? Bộ ổng dành ăn với ông hả ông? Ha? Ý, ổng dành ăn với anh hả? Tao đang học á, là cơm á, biết không? Ông là ông nghe. Ông cứ nói xè. Tao không biết, tao không có nghe. Tao không biết ông đó đang nói cái gì. Tại vì cái phần đó tao ăn mà. Có phần ông ăn hết thôi. Giành giật tao. Tao đánh luôn. Ủa? Xong rồi bay biết gì không? Gì hả? Tao bị nâu mất trái nè, thấy không? Ngu lớn tuổi mà mạnh, đánh tao. Sao mà anh quýnh ổng kia vậy? Tại tao đang đói ổng nhìn. Mày hiểu không? Thôi thì lần sau anh em cũng nhiều hơn chút xíu nữa ha anh. Cũng biết bao nhiêu là đủ. Ok, hộ bên đó kìa, hộ bên đó hôm qua nhiều lắm đó. Bày cố gắng nha. Còn sống bày cố gắng giúp người ta nha. Mà cho em hỏi tại sao họ không đi đầu thai đi ha anh? Bộ quay nghĩ là đi đầu thai đi liền hả? Rồi trên đây, trên này bày có đất sống hả? Hả? Bày tưởng là sống như lột vỏ như rắn hả? Rồi chỗ nào ở giống như vậy thôi. Bỏ bay gán đi, gán làm phước nhiều vô. Bay biết là cái nghiệp nặng nghiệp ít không? Đâu phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được siêu thoát đâu. Không đâu. Cũng như bay như vậy nè, bay 10 cái tội, bay bữa nay Nam Mô A Di Đà Phật khoảng nhiều lần như vậy mới hết một cái tội đó bay biết không? Bay cố gắng Nam Mô A Di Đà Phật nha. Hồi đó tao không thuộc, tao ngu, tao ngang tàng, tao đâu có học thuộc. Giờ tao xuống đây có cái anh đó anh chỉ tao, tao không mới học thuộc. Từ từ tao đang học kinh sám hối nữa đó. Bày biết. Xin lỗi ha anh, cho em hỏi cái này ha. Tại sao mà anh biết trong lòng của em mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Em nói thật với anh luôn. Anh sao thì em không biết. Còn đối với em á, mày còn là không? Hết rồi. Là bay theo em ha. Mua 3 số cho tao ha. 2 số hả? Vậy là anh muốn hút 3 số. Mày còn nói gì nữa không? Tao đi ha.
Tao đi nha. Bày cố gắng niệm Phật ha. Dạ. Bày khuyên người ta ha. Sống. Tao nói chắc cũng nhiều lần rồi, cũng nhiều rồi đó. Mà biết bày nhớ không? Hả? Mà con khuyên cho họ là khuyên như thế nào? Những người mà người ta mắc á, bày khuyên họ cố gắng là niệm Phật. Bày biết không? À, ăn xong có, rồi có. Không thù quán ở trên đây nữa. Có. Biết không? Dạ biết. Nếu mà hận thù mà trả tới trả lui là không có xong đâu. Là nó không có hết ha anh. Bảy biết cái hình tròn không? Hả? Bảy đang ở đây. Tao đang ở đây. Tao hại mày. Cơ mày hận tao. Rồi mày giết tao. Rồi tao hận mày. Cái giờ vậy thôi. Nó như vậy đó. Bé đẹp dặn bay rồi. Bé đẹp nói tao á, 3 ngày nữa là gặp bay đó. Bay nhớ mua cây lược nha. Chứ tao ở dưới đây tao hơn. Ở trên thì tao mua được, còn dưới này tao không. Tao bí rồi đó, tao không biết. Bay nhớ mua cái kẹp tóc với nha. Giờ anh có cần cái gì thêm không anh? Tao cần thuốc hút mà. Thuốc hút. Bây bữa nào có con gà không? Cái gì anh? À, tao nói bay không hiểu đâu. Rồi tao đi. Con gà hả anh? Anh ơi. Để làm gì cơ? Sống hay là chết hả anh? Sống, sống. Tại cho tao nhớ lại lúc tao bị đá gà. Chắc là tao không cần đâu. Tao bỏ rồi. Tao nói vậy thôi. Tao từ bi rồi. Ô, tao đi nha. Anh đi anh. Bởi gì vậy anh Tư? Tao giò. Giò bẻ luôn rồi. Bé đẹp hả gì anh Tư? Anh Văn Hồ. Nói gì? Nói gì? À, anh kêu mình nhớ làm phước. Như phiền họ đừng thụ hận. Trời ơi. Cô là bạn nhớ. Tao muốn đi, tao quay trở lại nè, mày biết không? Hả? Ủa sao mà anh không đi luôn đi anh? Tao có mấy điều tao còn nói với mày nữa. Nói đi anh, em nghe anh. Tao nói này nghe. Mày muốn nghe không? Hả? Tao đi mới được. Cái gì nữa vậy anh Tư? Cái gì? Không có gì. Thôi đi 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 đi. Hiểu rồi. Cái gì vậy? Thôi là chào cái nhà đi anh Tư ơi. Tê cái giò. Thì cái nhà hai anh em con thì cũng đã quay clip xong. Thì không biết là nguyên nhân gì nữa. Theo anh sao? Là cái gì vậy? Thôi bây giờ là anh em con
cái là hẹn gặp lại cả nhà trong những clip theo. Nhưng mà cả nhà đừng quên bỏ thời gian thôi cả nhà, để lại một like và lượt đăng ký và chia sẻ để giúp kênh anh em con ngày càng phát triển. Anh em con thì chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn lại cả nhà trong những clip theo. Bye bye cả nhà.